Chào mọi người nha. Thì trước mắt các bạn là đây là đường Kinh Nhiêu Lộc và đường Trường Sa. Thì đang hướng về Tân Bình giữa quận Tân Phú. Thì thường á nó có hai cách đi mà các bạn, bên đường Hoàng Sa cũng được. Hoặc các bạn đi đường Trường Sa cũng được. Thì tùy theo cái cung đường lúc mà nó đông hay nó kẹt. Thường mình đi là đi đường Hoàng Sa hơn là Trường Sa, là bên kia. Còn đây là mình sẽ đi bên Trường Sa. Thì ở đây nó có những cái cầu, có những cái điểm đường đông chật hẹp, phải nhường qua nhường lại các bạn. Rồi đặc biệt mấy quán nhậu đậu xe ngay chỗ nơi cấm dừng cấm đậu luôn. Thì nó hơi bị phức tạp chút xíu. Thì những con đường này các bạn đi học lái xe để lái nó tốt lắm, và nhất là giờ cao điểm như thế, cao điểm. Còn hồi nãy thì kẹt, mình cho học viên lái về bình về Thanh Đa nhưng mà kẹt quá, giờ không được bạn, chui vô hẻm luôn, sợ học viên đi bộ về hoặc là đi Grab giờ không được, mình cũng gắng cố gắng qua, cuối cùng kẹt, cuối cùng giờ mình mới về. Thì đây các bạn có những cái vạch liền như vậy, các bạn chú ý ha. Nhiều khi nó hơi cán chút xíu các bạn không sao, nhiều bạn hạn chế cán nha. Đặc biệt những cái xe máy hay chen lên đó các bạn, các bạn không né thì dướng, hay chen hay cúp đầu thì các bạn cũng lưu ý về cái phần đó nhiều. Các bạn mới thì có cái trường hợp là các bạn hay cứ ngó về phía sau, các bạn hay ngó về phía sau, ngó kính phía hậu thì các bạn sẽ thấy sao đông quá các bạn sợ, các bạn cứ tập trung về trước cho mình. Chừng nào các bạn di chuyển hoặc là các bạn quẹo trái quẹo phải thì các bạn ngó quan sát kính hậu, còn chừng nào mở trước an toàn thì các bạn mới liếc kính hậu sau. Các bạn có nhiều trường hợp là các bạn mới, các bạn coi kính hậu các bạn coi luôn à, chứ không có ngó về trước, nó nguy hiểm lắm ha. Tại vì các bạn quay qua mới mà các bạn quay vừa quay xuống qua bên kia, các bạn quay lên thấy xe rồi bạn hết hồn, các bạn sẽ đạp tùm lum tùm la. Rồi trong thành phố thì đi tốc độ chậm thì các bạn dễ quan sát hơn. Đây, cấm dừng cấm độ ha, bên tay phải các bạn đó, gạch chéo nha. Rồi ở đây thì bên đi Hoàng Sa lên trên kia, qua bên kia mình quay đầu lại ha, nó cấm quẹo trái qua bên đó, cái mình đi đường này thì ok. Rồi không kịp đèn thì mình sẽ đậu lại nha. Còn đi Hoàng Sa thì các bạn phải qua một cái cầu bên kia ha. Đó là các bạn mới di chuyển. Và đặc biệt bên Hoàng Sa là cái nó không cho quẹo qua bên đó nha, quẹo thẳng đi bên đó nha các bạn ha. Bạn lưu ý nha, các bạn phải đi lên chợ rồi các bạn quay đầu lại. Còn ở đây là mình sẽ đi đu la lát hơn. Đó. Thì buổi chiều hay là buổi tối con đường này đông nhịp vui vẻ, trầu quá nhộng quá trời luôn. Các bạn khi buổi tối các bạn để ý nha, có nhiều trường hợp nó chối đèn, những cái đèn chiếu xa chối vô mắt các bạn khó thấy lắm. Các bạn thấy chối quá các bạn chớp chớp mắt. Thì các bạn nào lưu ý khi đi ban đêm, các bạn mới nữa, các bạn nhớ khi mở đèn, các bạn mở lên, các bạn thấy đèn xanh dương, xanh lá cây á, thì ok nha. Các bạn thấy mà đèn mà nó hiện lên có bóng đèn nó màu xanh dương đậm á, là các bạn coi chừng là các bạn đang mở đèn chiếu xa. Thì tắt thì nó tùy theo chế độ xe à. Đó, bây giờ mình sẽ đi làn ô tô quanh đây luôn, mình đi được hai làn nha, có cái biển báo trước à. Có biển báo thì làn ô tô sẽ hình ô tô lớn và hình xe con nằm chính giữa, mình sẽ nhường cho xe gắn máy. Ở đây cấm quẹo trái nè, các bạn thấy không, nên các bạn chỉ có quẹo phải thôi, các bạn lưu ý nha. Các bạn nào mà sai sót chút xíu thì đi vô luôn cấm là giam bằng luôn á. Rồi hồi chiều cũng có bên đài phát thanh Đà Nẵng có mời mình để hướng dẫn cho các bạn để vượt một chiếc xe. Trời ơi, thấy khi mình lên xe mình tự tin mình nói lắm, nhưng mà khi
khi mình là nói chuyện với đài phát thanh nó rung bà cố luôn mọi người, nó rung đến nỗi mà nói chuyện không à, nó nhiều cái khó chịu. Phải mình nói gì đây, trên xe mình hướng dẫn cho các bạn này nói ngọt ngào lắm, mà khi mình nói chuyện với đài phát thanh nhiều khi lặp đi lặp lại hoài mệt thiệt. Ví dụ mà tâm lý nha các bạn, trời ơi lần đầu tiên được mời phát thanh nói chuyện trên sóng radio, trời dung lắm, mới chiều nay 5 giờ mấy, không biết có sai sót gì không nữa, nên các bạn thông cảm nha. Đó, thì vượt thì mình đã nói cái bài vượt rồi, vượt thì các bạn có thổi đủ các yếu tố an toàn là các bạn xin bằng tín hiệu đèn. Đó, các bạn có thể búp kèn hoặc đá đèn báo cho xe trước mình sẽ vượt, nhưng mà với điều kiện xe trước phải có chấp nhận cho bạn vượt hay không. Đó, coi tín hiệu của xe đó, nó người ta nhường cho mình vô, người ta nghiêng qua bên phải thì các bạn được phép vượt. Và đặc biệt nữa là cái làn đối diện các bạn có xe xuống hay không nữa, khoảng cách an toàn hay không, các bạn mới được phép vượt. Và các bạn vượt không nên vượt mà cùng lúc nhiều xe, hoặc là nối đuôi dài nhau để vượt, nó nguy hiểm lắm. Và các bạn vượt á, thì các bạn phải vượt dứt khoát. Khi bạn mở xi nhan rồi quan sát trống thì các bạn cứ đạp ga, với điều kiện là xe đó đi tốc độ là dưới tốc độ cho phép nha các bạn. Còn xe đó đang đi đúng tốc độ, ví dụ đi 60 đi, người ta đi tốc độ 60 hay là 50 đi, ta đi tốc độ maximum là 50, các bạn vượt người ta là vàng vô tình, các bạn gọi là quá tốc độ là sai nha các bạn, lưu ý nha. Chừng nào chẳng hạn như tốc độ đó của người ta được 80 mà người ta đi chậm 50-60 thì các bạn xin phép vượt qua. Phải vượt dứt khoát, có nhiều bạn là mới sợ lắm, vượt không có dứt khoát là nguy hiểm, chần chờ là nguy hiểm. Và cứ bình tĩnh quan sát, thứ nhất quan sát là rung động. Rồi cái hạn chế vượt đó, thứ nhất cấm vượt, thứ hai đường có một làn xe, đường hẹp, điểm giao cắt nguy hiểm, hoặc có xe cứu thương hoặc xe hành nhiệm vụ là tuyệt đối không được. Tại vì chiều mình có nói mà quên dùng quá mình không nói, là khi có xe cứu thương nhìn làm nhiệm vụ là mình không được qua. Còn khi nào được phép vượt phải thì cái vượt phải này á là mình nãy có nói là nó có vạch 3.1 3.2, nè là cái vạch đó là mình được phép vô làn thô sơ để vượt phải. Thực chất nó không gọi là phải là vượt phải đâu các bạn, nè đó là mình được phép vô nếu mà xe trước nó chậm. Còn hai là nếu mà trường hợp á, khi nào được phép phải là khi có xe rẽ trái hoặc có xe có chướng ngại vật bên trái, tai nạn bên trái này nọ, mình sẽ vượt phải được. Và nếu mà cái biển báo nó không có cho cấm thì các bạn sẽ được chi phép, được phép, nhưng mà vượt phải nguy hiểm lắm nha các bạn chú ý nha. Nếu mình cũng không có lợi dụng cái đó mình để vượt hoài, mình nhường cho làn xe máy thô sơ ta đi, chứ không phải mình cứ né luật cái mình phải vô trong, mình ép xe gắn máy hoài cũng không được. Các bạn lưu ý nha, khi vượt các bạn phải có tín hiệu, chẳng hạn bóp còi nè, đá đèn nè ha, đó chẳng hạn như vậy để cho người ta biết, rồi xe trước nó biết nó mới nhường cho mình. Các bạn lưu ý. Còn khi các bạn mà vượt á, vượt trái á, ha, mà đặc biệt ở trên trên đèo thì các bạn lưu ý giùm mình, đặc biệt những anh em xe tải ở trước xe có kinh nghiệm, khi các bạn định vượt xin phép vượt mở xi nhan các bạn bóp kèn, nhưng mà ở trên đó anh em người ta mở đèn xi nhan trái là anh em chưa vô, hoặc anh em mở đèn xi nhan trái là các bạn coi chừng các bạn tiêu, là anh em người ta báo xe trước, người ta báo là phía trước có nguy hiểm nên các bạn không được vượt nha. Các bạn lưu ý nha, cái vấn đề đó các bạn mới thì đa số chưa biết đâu.
mình đây sẵn, mình đang đi trên đường này luôn cho các bạn coi, và mình đang hướng dẫn cho bạn luôn cảnh vật. Và tuyệt đối trên đèo, trên núi này nọ, mấy khúc cua tuyệt đối không vượt, và cái vạch liền tuyệt đối không vượt. À, các bạn lưu ý với mình mấy cái phần đó. Hay các yếu tố an toàn thì các bạn nhớ chịu khó quan sát một chút xíu cho mình, rồi các bạn vượt. Rồi bây giờ mình sẽ đi hướng về quận Trung Phú ha. À, xong hồi sáng giờ kèm cho một bạn đi Vũng Tàu, xong về bị mắc kẹt, bây giờ mới về đến nhà. Ở đây là vạch liền nè, các bạn thấy để ý nha. Rồi cấm đổ cấm dừng các bạn cũng để ý mấy cái biển báo đó nha, các bạn chưa biết nè. Đặc biệt nữa là có biển báo là ngày chẵn và ngày lẻ đó bên phải, các bạn thấy không, cấm đậu cấm dừng mà trong khung giờ. Và cái bóp còi cũng vậy, mình chỉ với các bạn luôn, các bạn thấy nó nguy hiểm quá hoặc người ta đi giữa làn đường và các bạn bóp còi để báo tín hiệu trước mấy bạn yếu á, nhưng mà cũng đừng có lợi dụng quá nha các bạn ha. À, bạn đừng có lợi dụng quá. Bây giờ mình sẽ né những cái con tuyến đường, mình đi những cái con đường nhỏ trong để mình về. Rồi các bạn băng qua đường cũng vậy, các bạn băng qua đường các bạn mở xi nhan, các bạn quan sát trước, quan sát sau, chống, và đặc biệt đừng có cắt đầu người ta nhiều nha các bạn ha. À, mình an toàn thì các bạn mới có đủ khoảng cách, các bạn cắt đầu, còn các bạn cứ quẹo xe đuôi xe người ta là an toàn nhất. À, rồi có xe máy chen vô nữa ha, các bạn thấy không? Rõ ràng không, mình thấy rồi đó, mình phải cũng phải nới rộng ra chút xíu cho người ta chen các bạn. Nên là nhiều khi xe gặp mấy xe dài ép vô dính, nên các bạn lưu ý xe máy thấy không an toàn, xe vô cua thì các bạn đừng có ôm sát vô. À, thì cũng hồi chiều cũng có hỏi vụ cái vụ mà cái vụ mà xe gắn máy vậy, mình đã nói luôn cho các bạn luôn. À, các bạn hay là chuyên dây gơ vô cái điểm mù, à, nhất dẫn xe lớn và cả xe nhỏ luôn, các bạn hay chuyên gia cắt đầu xe, các bạn cứ quẹo ra phía sau đuôi xe, người ta là an toàn nhất. Và đặc biệt những anh công xe tải, người ta đi, người ta bò cua vô, các bạn cũng ôm sát bên hông, người ta làm gì, cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn ạ. À, nguy hiểm lắm. Còn giống như cô này là cô cứ ban cái giữa đường không, cô đi xe đạp, cô ban giữa đường, à, thì nó sẽ nguy hiểm. Dù các bạn chen lên thì không nói ha, thì bạn chen không nói, nhưng mà các bạn đừng có bây giờ cắt đầu ngang qua một chiếc xe nào đó, nhất là những cái xe lớn. Khi các bạn cắt đầu ngang qua, người ta không quan sát ở dưới được, không thấy được các bạn là nguy hiểm. Đó, giờ cô này cũng chen đó là. Và kinh nghiệm nó vậy nè, các bạn đi cứ sát lề bên trái là mấy xe không có chen, mình nó cũng sát lắm rồi đó, mà cô chen được hay lắm rồi. Rồi ở đây mình sẽ nhường cho xe ha, xe người ta xuống, mình sẽ quẹo qua sau đuôi xe người ta các bạn ha, nhớ đó, mình nhường cho người ta đó, rồi mình sẽ đánh lấy qua, rồi mình nhường cho mấy xe kia đi qua luôn. À, rồi đó, rồi đặc biệt ngó bên trái luôn nha, các bạn quẹo qua rồi nhưng mà các bạn phải ngó trái. Và đặc biệt nữa, cái góc chữ A nó là điểm mù của các bạn phải lưu ý luôn. Ơi, sorry mọi người nha, quên nữa, ở đây là bệnh viện, anh không nên bóp càng, nhưng mà con cái gì anh đó, anh đang bàn giữa đường phải bóp càng tránh vô, các bạn lưu ý nha. Trường học này nọ thì cũng hạn chế, nhưng mà có một cái thì cái nó nguy hiểm quá, mình vì an toàn thì các bạn phải bóp thôi. À, giống
như xe người ta quẹo thì các bạn nhường phía sau, các bạn đừng bây giờ chen. Hơi rung lắc chút xíu nha các bạn thông cảm nha. Tại đường nó xấu quá. Vô một cái vấn đề hẻm gì đó các bạn lưu ý, trước khi vô các bạn phải ngó trên coi đầu đường có cái biển báo cấm gì không thì các bạn đừng có vô ha. Nói chẳng hạn như xe máy này đi hơi giữa đường chút xíu nè, rồi mình không bóp kèn sao ta vô đó. Rồi bóp kèn xong cũng chưa vô được luôn. À, các bạn hãy gõ gàng không? Rồi, học lái xe là các bạn lái xe là các bạn bớt cái tính nóng lên chút xíu nha. Nhiều khi mình cũng phải chửi thề luôn các bạn ạ. Thấy không? Đó. Nhưng mà thôi, cũng gắng vui vẻ không quạo. Có nhiều trường hợp xảy ra lắm. Anh em dụ qua vẹt nha chút xíu xuống cười bắt tay nhau chút xíu à, có lo văn hóa giao thông rồi thương lượng với nhau. Nên nói chung là có bảo hiểm mà các bạn càng cố gắng làm sao làm giải hòa duy quý coi ai